Ủa thử không? Ủa thử xong có thể một có thể quyết định. Được, mình phải áp dụng cái trò mà uống thử quá. Cảm ơn mà. Lấy chú mua miếng này mà anh mua. Mà không thiệt. Thử đi, chạy thử đi, uống thử đi. Thì bây giờ cứ cầm thử đi. Vâng. Mặt ra đây nó lên, đặt một xíu. Em cứ khói cho dạng ra được miếng này. Tại vì nó nóng quá nên nó hơi bụng khá. Nóng nè, rồi đã tiệt. Đứng dậy quay một vòng xem sao. Cảm ơn em, coi đường đỏ nha. Công chức, công ghế lắm á. Công chức lắm, công chức lắm.
hôm nay mình giả dạng mình phai hâm mộ đi mua trà sữa mà bị phát hiện rồi. Mới đổi kiểu tóc luôn á. Mẹ mất ơi, con thấy không? Con hâm mộ mẹ mất lâu lắm rồi, ngày hôm nay con. Dạ ba ly. Ốc lát nhiều người thì không có ba ly thả. Không, con mua con đặt. Không nè. 4 ly luôn. Chết thôi. Mua. Rồi, không. Chẳng thiếu được. Không có mua bán thiếu. Bán con hàng duy nhất thôi. Con hàng duy nhất hả? Nhớ là rung quá. Cho con chụp hình chung nha. Ok. Không, chăm đi, chăm đi. Cậu có bạn nào chăm chụp mình không? Mình rung quá à. Hai bạn chăm chụp giá chậu luôn quá chậu lần thôi. Lần đầu tiên được mua trà sữa rung quá bạn ơi. Cho chụp hình cái nha. Nè. Nhớ đồ có được ôm nữa đúng không? Ê, anh muốn ôm mà. Ok, cảm ơn nha. Nhìn đi, tôi thì lo đó, mà con người thì lo đổ. Không chấp nhận được. Một ly chữa chữa chị. Đây là anh nãy làm đổ một ly và phải bây giờ trừ tiền lương. Bây giờ em chuẩn bị phải đi quận 7 đi mua đồ cho live stream chiều nay. Bây giờ em chỉ cần mua 4 ly thôi là em đi. Bao nhiêu? Đây là 4 ly 100 ngàn. 4 ly. 4 ly 100 ngàn. 4 ly 100 ngàn. 1 ly có 200 ngàn thôi, nhưng mà 4 ly thì giảm giá còn 100 ngàn. Dù nhỏ thất bại nhưng không sao, mình sẽ thành công thôi. Anh hai vợ chị phải. Chơi cuộc đời mình cuối cùng mới có được đầu tiên được người ta chữ ký rồi. Cái này nãy em hỏi nhầm
bơm mát thổi cho chết hả? Trời, đứa nào thổi được thổi xong thì lưỡi chết mẹ này chỗ. Đây, gương mặt đại diện, gương mặt thương hiệu. Không. Đây, mặt tôi cho đây mà. Tôi phải đến tiền. Là 50-100 ngàn nha chị. Đúng rồi, 50-100 ngàn. Các bạn ơi, thực ra là trà sữa vị hè bán 25 ngàn là quá mắc. Nhưng ông chị không bị hè thì trong nhà. Mày bán trong nhà luôn mà chị ơi. Mà còn gọi là trà sữa nhà làm ngon như nhà làm. Phun mặt tay luôn chị ơi. Như nhà làm tôi chứng kiến là người ta chỉ bán nhá. Này là công ty làm. Trời, cảm ơn ekip trong đó. Chị ơi, chắc không chị? Chỉ một cái đi nhất, chỉ một cái đi nhất. Các bạn nghĩ là VC phải làm gì để cái trà sữa này xứng đáng 25 ngàn luôn á chị. Rồi, sao? Được các mình phải áp dụng cái trò mà cũng thử. An toàn. Lấy chú mua miếng này mà ăn cho mua. Nhưng mà thôi thì thử đi, cũng thử đi. Cũng thử đi. Thì bây giờ cứ cầm thử đi. Vâng. Sao phải chứ bây giờ anh nghĩ coi, cái gì đó đồ bán cài nữa đâu. Nhân dịp 2 triệu sức, chúc chị thành công hơn nữa nha. Cảm ơn cao em. Hơn nữa nha, trong mấy chục nữa đó nha. Cảm ơn em. Cao thì không được rồi em, nó lụng lên đó. Nhiều sức cao hơn á. Ngon lắm, rồi trả tiền đi. Nhiều gì? 25 ngàn. 50 ngàn. Bị hết rồi chứ. Chị biết tại sao không? Em định chạy xuống dưới mua cho mua hụt hộp đó. Em một ly Galaxy nữa. Hả, 1 ly Galaxy nữa hả? Tí nhưng mà sao? Để em có thể chở giúp em. Ok. Dạ, thôi không tí đó. Tí có đưa mày nha. Rồi đâu xây tới nay, tao về thương 2 cho chồng mày 50 nha. 2 chồng mày 50. Bán 1 ly 25 ngàn. Thôi xin ơi, cắt thời gian là phải báo phía. Trước khi cái thiêu thì hỏi trong đây bỏ gì? Bỏ trà sữa. Em nghe nói là tôi đưa mới được cái gì? Uống thử, có thể uống thử. Sao thử luôn để biết nè. Uống thử đi. Đi, em thay màu đi. Màu đen đó là trung châu á. Từ từ bít, từ từ bít. Anh ơi, tới đây. À bít. Mua đây, đây là em uống đã, em uống đó. Em uống. Bao nhiêu, bao nhiêu? 50 đúng không? Đúng rồi. Đi nữa trả nha. Đi nữa trả, đi nào, uống xe 50 ngàn. Quên. Đi học. Đi làm ở cái công ty.